Và đây là đoạn đường vừa ra tới bến Bạch Đằng của các nước. Đây chúng ta sẽ băng qua Khánh Hội Tư để đi ngang qua bến Nhà Rồng. Chúng ta mới quay đầu lại để tiếp tục để tham quan một điểm khác để chẳng hạn như bảo tàng bến Nhà Rồng, nhà hát. Cung đường nãy cái cô bán vé nói mình không nhớ hết, mà trên chuyến xe một khoảng 1 giờ đồng hồ tham quan toàn cảnh thành phố trên chiếc xe buýt. Thì hiện tại là đang tham quan bến Nhà Rồng, có con tàu ăn uống và du lịch ca hát ở trên bến Nhà Rồng. Và bên sông bên đây là bờ Tư, cũng từ rất rộng, cảng Sài Gòn. Xe buýt này chỉ có một trạm nằm ở chỗ trước cửa nhà hát qua thành phố thôi nha bà con. Thì sẽ đi một vòng xong sẽ quay về lại cái đích cũng là nhà hát thành phố. Đây là bến cảng Sài Gòn nha. Nào giờ nghe cảng Sài Gòn và cảng Sài Gòn nó đang nằm ở quận Tư. Đủ giao dịch của cảng Sài Gòn. Rồi, đây là khu đường xuống tour tàu du lịch Sài Gòn Tourist. Tàu Bến Nghé. Wow, đang có tia một lần ở trên trời rồi. Lần vào quận Tư đi vòng lại ủy ban nhân dân của quận Tư. Chúng ta quay không. Nghe để giới thiệu hả người đẹp? Dạ, đúng rồi. À đây ạ. Mình sẽ đi tới. Đây là nhân viên phục vụ bên trên chuyến xe, họ giao cho mình mỗi người một cái tai nghe để gắn vào máy để họ giới thiệu về những nơi mình đi qua trên chuyến xe buýt du lịch của ngày hôm nay. Ai có điện thoại gắn tai nghe thì gắn vào. Về những nơi du lịch mà mình hiện tại đang đi qua trên chuyến xe thì cứ ghim vào đây, những lỗ tai nghe ghim vào đây rồi chúng ta sẽ lớn nhỏ để chúng ta nghe được. Đây là cây nước của bên quận Tư nhé, nước để cho chúng ta xài trong thành phố đó. Nhưng mà rất là nhiều ở thành phố, rất nhiều cây nước như thế này mới có sử dụng, nó mấy mình mới sử dụng được đủ chưa. Nó lớn vậy đó nhưng mà rất là nhiều cây. Quận năm mình đã thấy nhiều cây nước như thế này rồi. Tiếp tục anh em sẽ
xem clip kế tiếp ở bến Bạch Đằng nha. Dài quá rồi, 4 phút mấy, 5 phút rồi.